Nám sau khi tái tạo thì mình sẽ sử dụng cái bộ sản phẩm nào giúp chăm sóc chuyên sâu cho làn da và hỗ trợ ức chế được những cái sắc tố giúp cho làn da của chị em mình không tái nám trở lại và hạn chế tối đa tình trạng đó. Thì trên đây mình sẽ chia sẻ cho tất cả các chị em mình, đây là bộ 4 sản phẩm ha. Ngoài làm sạch ra, chị em mình hãy bôi cho làn da một cái sản phẩm, đó là cấp ẩm, cấp dưỡng cho làn da. Đầu tiên thì em Trân sẽ chia sẻ cho cả nhà, đây là một dòng serum collagen phục hồi sau khi tái tạo, giúp cho làn da sẽ đủ ẩm, đủ nước, cân bằng độ pH trên làn da. Rồi tiếp theo thì đó là ban đêm chị em mình sẽ thoa cho em, đó là cái lớp kem ức chế nám. Em ức chế nám này trong những cái thành phần niacinamide, alpha arbutin và phenethylamine là trong những cái dưỡng sức hỗ trợ ức chế những cái sắc tố làm chậm quá trình sản sinh sắc tố melanin. Thì chị em muốn cái làn da của mình không có bị tình trạng tái nám thì chị em nhớ sử dụng đều đặn với cái kem ức chế nám này cho em Trân nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ ban ngày, thì chị em mình muốn sở hữu ngay làn da trắng sáng thì nhớ là sử dụng thêm cho em đó là một lớp kem dưỡng 3X. Thì kem dưỡng 3X này có thành phần niacinamide là trong những cái hỗ trợ giảm viêm nè, hỗ trợ làm sáng, cân bằng màu da. Và một lớp cuối cùng đó là cái lớp kem chống nắng làm gì làm. Lớp kem chống nắng rất là quan trọng trong cái quá trình chăm sóc da của chị em mình. À, làn da của chị em mình bị tình trạng nám là do gia tăng cái sắc tố đó, do tác động bên ngoài hoặc do nội tiết bên trong. Nhưng khi đã có sắc tố thì sau khi điều trị thì lớp kem chống nắng này là một cái lớp hàng rào bảo vệ để hạn chế tình trạng bị tiếp xúc với những cái tia UV nè, hoặc những cái tác nhân gây hại từ bên ngoài. Nếu như muốn chăm sóc làn da kỹ hơn và bảo vệ da không hạn chế tối đa sắc tố quay trở lại thì bước chống nắng này rất là cần thiết cho chị em mình. Dù ở trong môi trường nào chị em mình cũng vẫn phải bôi chống nắng cho em Trân. Đó, rồi đây là chống nắng chỉ số SPF 50 cộng, thích hợp cho những làn da nào có tình trạng da yếu và dễ bị nám thì nhớ sử dụng combo 4 sản phẩm này giúp cho em Trân nha. Rồi, chị em nào còn đang phân vân hay chưa hiểu về thông tin của sản phẩm và cách sử dụng như thế nào thì nhớ là đặt ngay sản phẩm và nhớ liên hệ cho em Trân ngay nha. Rồi, cảm ơn tất cả các chị em mình.